Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, Mạnh Cường Audio còn chuyên thi công, lắp đặt phòng karaoke, hội trường, bar, cung ứng thiết bị tổ chức sự kiện quy mô lớn, vừa và nhỏ. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay Cường sẽ giới thiệu tới anh em một cái sản phẩm micro không dây. Đây là một cái dòng micro giá thành nó khá là bình dân. Và đây là một cái hãng khá nổi tiếng anh em nhé. Đây, trên tay của Cường đang cầm cây micro Relacast. Cây micro Relacast này là một cái thương hiệu nổi tiếng của Mỹ nhé. Được ra đời cách đây khoảng tầm hơn 20 năm rồi anh em nhé. Bao nhiêu năm thì mình không nhớ chính xác, nhưng mà nó được ra đời trên 20 năm rồi. Thì đây là một chiếc micro có dây Relacast với model là SM300 anh em nhé, SM300. Thì cây micro này giá thành nó rất là rẻ, giá chỉ có 850.000 đồng một cây thôi nhé. Giá chỉ có 850 một cây thôi. Đấy. Và micro này đặc biệt tiếng rất là hay, không bị vỡ tiếng nhé. Không bị vỡ tiếng, tiếng rất là hay. Relacast thì một thương hiệu nổi tiếng, thì chúng ta khỏi phải chê về cái chất âm của nó rồi. Giá thành rất rẻ. Đây là micro có dây, chúng ta có thể sử dụng cho karaoke gia đình, hoặc là anh em chúng ta đi làm show đám cưới này nọ các thứ, hoặc là phòng trà đồ nhé. Đặc biệt là anh em chúng ta làm show đám cưới, thông thường thì chúng ta sử dụng cái micro không dây đúng không? Nhưng chúng ta phải tính tới cái trường hợp nhiều lúc cái micro không dây chúng ta nó gặp sự cố. Thì nếu như trong cái thiết bị hệ thống âm thanh của chúng ta chỉ có một bộ micro thôi, thì ngay lúc đó nếu micro gặp sự cố về nguồn hay một vấn đề gì đó, nếu chúng ta không có một cái micro có dây, chúng ta để phòng sơ cua ở trong tủ máy, thì cái điều đó thì rất là bất tiện anh em nhé. Thay bằng đó thì cái micro rẻ tiền như thế này, anh em chúng ta có thể mua bỏ vào tủ máy để phòng những lúc mà cái micro không dây của chúng ta nó gặp sự cố, thì chúng ta rút cái micro này ra, cắm dây vào cho khách hát luôn, thì cái show đó chúng ta làm coi như trọn vẹn. Còn nếu như anh em chúng ta sử dụng một bộ micro không dây, mà nếu như micro nó gặp sự cố và không sử dụng được, thì lúc đó chắc chắn là chúng ta bị bể xô. Và cái giải pháp tối ưu nhất, đặc biệt mình đi làm xô lúc nào trong cái tủ máy mình cũng có một cây micro có dây, mình để trong tủ máy rất là gọn gàng luôn anh em. Giá chỉ có 850 thôi. Đây, anh em thấy cái đầu lưới được thiết kế rất là chắc chắn ha. Đây là model này, SM300 anh em nhé. Đấy, mình quay nó hơi bị chói ánh sáng, nó không được rõ cho lắm, anh em thông cảm chút nha. Đó, Relacast SM300. Đây, mình lựa góc cho anh em xem rõ hơn này. Đây, SM300 anh em nhé. Đó, SM300. Đấy. Anh em thấy cái đầu lưới được thiết kế rất là chắc chắn. Và cái mic này là mic Super Cardioid nhá. Cái hướng thu của nó ở trên đầu thôi, nó tránh bị tạp âm bên ngoài vào xung quanh cái đầu mic này ha. Cái này là Super Cardioid. Đây, cái chân rắc của nó cũng được mạ vàng luôn, rất là đẹp. Đây là công tắc, công tắc chúng ta on off nhé. Và bây giờ mình sẽ tháo cái đầu lưới ra cho anh em xem. Cho anh em xem cái đầu bên trong của nó nha. Đây là cái đầu bên trong của nó. Và sản phẩm được bảo hành 1 năm anh em nhé. Đây, cái đầu bên trong của nó đây nhá. Sản phẩm được bảo hành 1 năm cho anh em sử dụng nha. Đấy, cái đầu của nó đây. Tiếng rất là ok. Một lát ở đây thì mình sẽ test thử chất âm. Anh em thấy cái đầu lưới làm chắc chắn không? Nó khác hẳn với những cái micro nhái rẻ tiền đúng không? Đây, hàng chính hãng lúc nào người ta làm cũng có sự đầu tư lớn hết. Đây, vặn cái đầu lưới vào chúng ta cảm giác thấy rất là chắc chắn. Cái micro này cầm rất là chắc tay anh em nhé. Đây, cầm rất là chắc tay. Đấy, cái kiểu dáng của nó thì cũng giống như cây AKG. Đó, đẹp lắm. Rồi, và đây là cái hộp của nó. Bây giờ tiến hành qua cái hộp cho anh em xem. Đây, sản phẩm mới thì nó sẽ có một cái hộp như thế này. Đó, cái hộp như thế này nha. Và đây, nó có mã vạch để chúng ta check hàng giả, hàng nhái ha. Đây là model SM300 Relacast SM300. Bây giờ Cường sẽ tiến hành mở cái hộp này ra cho anh em xem. Thì cái hộp nó chúng ta mở như thế này. Đấy, và rút cái đầu này ra. Ngoài ra bên trong còn một cái hộp nữa nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái hộp bên trong ra cho anh em xem này. Đó, đây là hộp bên trong của nó. Thì cái micro này nó sẽ kèm dây anh em nhé. Đây, cứ sẽ mở hộp. À,
đây, bên trong của nó gồm có giấy tờ. Đây, giấy cái manual của nó. Đây. Đó, thấy chưa? Đây. Rồi, đây là cái micro được bảo vệ với một cái lớp túi chống sóc nhé. Và bên đây là cái ngăn này đựng cái dây micro. Cái dây rất là mềm nha, dây này rất là mềm, chất lượng lắm. Sợi dây này dài chắc khoảng 4-5 mét anh em ạ. Chắc cỡ 5 mét á. Đây. Micro là kèm dây luôn anh em nhé. Nó có bao gồm dây luôn. Anh em chúng ta khi mua thì micro này nó kèm dây cho chúng ta luôn. Đấy, mình sẽ bỏ như vậy. Đó. Đây là cái micro mới. Giá chỉ có 850 thôi. Anh em là có nhu cầu thì liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946 734646. Hoặc anh em có thể là kết bạn Zalo theo số điện thoại đó. Và chúng ta cũng có thể inbox cho Cường ở trên Facebook với cái nickname của Cường là Mạnh Cường Đắk Nông nhé. Đấy, và bây giờ cái phần review cái sản phẩm bên ngoài là xong. Tiếp đến cái bước quan trọng là mình sẽ test cái chất âm của nó anh em nha. Đấy. Rồi, hộp của nó đây. Đó, thấy chưa? Đấy, anh em xem kỹ hộp nha, sản phẩm được bảo hành 1 năm nhé. Giá 850 một cây thôi nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ test chất âm. Rồi, và bây giờ trước khi test cái chất âm của cái micro này thì mình xin giới thiệu sơ qua cái thiết bị mà mình đang sử dụng như thế nào để cho anh em chúng ta biết rõ luôn nhé. Thì bây giờ ở trên cái bàn mixer thì mình đã cắm cái micro Relacast vào rồi. Và mình đang cắm một cái đường số 16 này nhé. Và anh em hãy xem rằng cái đường số 16 này mình select vào. Thì cái equalizer mình không có cắt nhá. Mình không cắt equalizer, đang để phẳng luôn. Và mình chỉ low cắt ở 100Hz, có nghĩa là bỏ cái tần số bass thấp bên dưới đi thôi. Còn tất cả mọi thứ mình để nguyên hết đây. Và đây là master. Master mình cũng không dùng EQ luôn anh em nhé. Mình test normal luôn. Và cái khi một lát nữa test mic, mình sẽ lấy tín hiệu out trực tiếp từ mixer đi vào máy quay cho anh em nghe. Mình sẽ cắm từ cái lỗ headphone này đi vào nhé. Đấy, cắm từ lỗ headphone này vào. Mình sẽ để âm lượng rất là nhỏ thôi, để cho anh em chúng ta nghe nó đỡ bị vỡ tiếng nhé. Để tầm này thôi, một lát mình sẽ cắm cái dây vào cái máy quay nhé. Thì đây, từ cái mixer mình sẽ lấy tín hiệu trực tiếp ra. Còn trong khi mà anh em nghe thì có lẽ micro nó sẽ bị một số cộng hưởng một số tần số. Vì đây mình đang sử dụng loa bên ngoài để mình nghe và mình test cho anh em chúng ta nghe ha. Đây mình đang sử dụng trên một chiếc loa FPT. Đó. Mình câu trực tiếp từ cái mixer này đi xuống cục men nha. Đây, mấy cái này mình không sử dụng ha. Mình cắm vậy thôi, mình đang lấy cái sợi dây từ cái đường matrix. Anh em chú ý xem cái đường matrix. Đây. Vừa cầm vừa quay khó. Mình lấy một cái đường matrix out từ mixer đi xuống men này, anh em thấy chưa? Xuống thẳng cục men luôn ha, cục men đi ra loa. Đấy, mình không xử lý gì hết, cho nên chất âm nó ra thật. Thì trong khi mà hát á, hoặc là để mình nói, mình test á, thì có thể nó bị cộng hưởng vì đang ở trong nhà nhá. Đang ở trong showroom, trong cửa hàng. Đấy, cho nên trong quá trình test thì nếu mà hát mở nhạc lên thì chắc chắn là cái micro nó sẽ có một số tần số nó biến dạng đi, nó hơi xấu. Đấy, tuy nhiên thì cái micro mà hay chúng ta nghe chúng ta vẫn phân biệt được ha. Đây, mình đang sử dụng cái mẫu men mới của Cora. Đây, mình đang dùng cái cục men K18 Plus của Cora đây. Con này chạy mạch Class TD. Đó, để mình cắm ra cái loa mình test cho anh em nghe. Cái loa mục đích để mình nghe mình test thôi ha. Đó, thì đây mình sử dụng làm show, mình cũng dùng cái Relacast. Đây là cái model cao cấp của Relacast mic không dây anh em ha. UR222D. Đây, cái micro của nó đây. Đó. Và bây giờ mình sẽ test cái mic có dây này nha. Rồi, và bây giờ mình đã bật cái loa lên và mình kết nối cái micro vào mixer xong rồi nhé. Mình lấy tín hiệu trực tiếp từ cái mixer đi ra cái máy quay, cái máy điện thoại đang quay đó anh em. Và bây giờ mình đang nói trên cái micro Relacast SM300 micro có dây. Giá rất là rẻ ha, giá 850 một cây thôi. Mà tiếng nó được như thế này thì cũng rất là tuyệt vời rồi. Đấy, anh em chúng ta nhớ đánh giá
chất lượng ở trong tầm giá. Chúng ta đừng có nên mang những cái micro mà nó cao cấp hơn để so sánh với nó nhé. Chúng ta chỉ nên so sánh những cái micro trong phân khúc cao hơn nó một chút hoặc là ngang bằng nó nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ hát thử một khúc và mình dùng cái hiệu ứng reverb. Lên 6, 7. Đấy, mình sẽ dùng hiệu ứng reverb, mình không dùng delay nhé. Đó, tiếng reverb. Bây giờ mình hát thử một bài. Mình đang kết nối không dây vào cái mixer để phát nhạc đấy anh em. Bây giờ mình sẽ hát thử cái bài Gõ Cửa Trái Tim. Hát một khúc thôi, không hát nhiều nhá. Bây giờ khuya rồi, ồn ào. Lê 6, 7. Lê 5, 6, 7. Lê 6, 7. Lê 5, 6, 7. Lê 6, 7. Lê 6, 7. Gõ cửa trái tim và nếm đường vào. Dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vùi với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nắm canh thận thờ. Nhịn lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ, khi không nghe nhốt anh trong đời chờ. Lê 6, 7. Lê 5, 6, 7. Lê 6, 6, 7. Đấy, mình vừa hát thử một khúc thôi. Không hát nhiều anh em nhé, hát một khúc thôi. Để tránh bị các cái nhạc nó bản quyền nhé. Chỉ cần hát một khúc để anh em chúng ta nghe thử cái chất âm của nó. Và đồng thời trong quá trình mình nói chuyện với anh em á, anh em chúng ta cũng có thể phân biệt được cái micro tiếng nó như thế nào ha. Mình đang nói trên cái micro này luôn. Và anh em thấy rằng thì mình đang sử dụng một chút reverb, một chút tiếng vang nhé, không có dùng delay. Cho nên là nếu mà cái hơi mình nó yếu yếu, hát nó rất là phô. Cái mục đích của mình là để cho anh em chúng ta nghe được chất âm của cây micro. Còn nếu như một số anh em ở trên YouTube chúng ta quảng cáo micro mà cắm vào cái vang số rồi alo, nó nhái oang oang ra, thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được cái tiếng thật của cái micro nó như thế nào, đúng không anh em? Đấy, cái tiếng mà bây giờ mình đang nói đó mới là tiếng của cái micro. Còn cái khi mà hát lên mà để echo nó nhái á, thì làm sao biết được micro nó hay hay là dở, đúng không anh em? Đấy, và anh em chúng ta có nhu cầu á, thì ủng hộ Cường nhé. Giá chỉ có 850 một cây thôi. Hàng mới nguyên hộp, bảo hành 1 năm anh em nhé. Và micro nó sẽ kèm một sợi dây rất là dài anh em nha. Đấy. Và mình cũng xin chia sẻ một chút ý kiến nho nhỏ. Nếu anh em chúng ta làm show đám cưới á, thì chúng ta nên mua cho mình một cây này, chúng ta cất vào tủ máy để mục đích là sơ cua. Nhiều khi chúng ta đang dùng một bộ micro không dây mà không may nó bị sự cố, nó chết nguồn hay là như thế nào đó, không có tín hiệu, chúng ta không có xử lý kịp được. Thì nếu như không có một cây micro sơ cua thì ngay lúc này đây chúng ta sẽ bị bệ xô, vừa mất tiền vừa lại bị chửi ha. Rất là khó chịu. Rồi, và rất mong anh em chúng ta ủng hộ Cường bằng cách là nhấn cái nút subscribe đăng ký kênh của Cường. Đồng thời chúng ta hãy nhấn cái nút chuông thông báo bên cạnh cái nút subscribe để nhận các cái video mới nhất từ Cường. Mỗi lần Cường up các cái video mới thì anh em chúng ta sẽ nhận được thông báo nếu như anh em chúng ta nhấn nút chuông ở bên cạnh cái nút subscribe đăng ký kênh anh em nhé. Bây giờ chào anh em. Và hẹn gặp lại anh em vào một cái video tiếp theo.
Và trong cái kênh YouTube của Cường, Cường sẽ post các cái video mà Cường hay đi làm show, quay trong quá trình làm show, cũng như là review tất cả các sản phẩm âm thanh từ bình dân cho tới cao cấp. Và đồng thời mình cũng có rất là nhiều cái video clip để chia sẻ anh em chúng ta cách vận hành và sử dụng một số thiết bị âm thanh anh em nhé, từ karaoke gia đình cho tới thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Cường có chia sẻ rất là chi tiết ở trên cái kênh của Cường. Rất mong anh em chúng ta ủng hộ kênh của Cường để kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Bây giờ xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào một video tiếp theo. Và cảm ơn anh em chúng ta đã theo dõi cái video của Cường.